mình tên là Đoàn Thị Kim Chi. Khi bạn Hưng được học bổng 100% của Peninsula Rama, cảm giác đầu tiên của mình là rất sung sướng, rất tự hào. Mình quyết định cho bạn Hưng đi du học sớm, bởi vì mình cảm thấy rằng bạn Hưng đủ tự tin, đủ năng lực. Và tất nhiên là nếu phải đóng học phí thì gia đình cũng có thể có khả năng đó. Nhưng không ngờ là bạn ấy đã được học bổng. Một cái điều mà phải nói là ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Nếu mà các bạn đủ tự tin, đủ ấy thì nên đi du học sớm, ở từ bậc phổ thông trung học. Bởi vì đó là bước đệm để bạn có thể tự tin vào đại học. Và cũng là một bước đệm để bạn có khả năng có học bổng ở bậc cử nhân.